Nhân loại đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa thế giới bước vào thời đại mới, kỷ nguyên phát triển mới tốt đẹp hơn. Đây là nhận định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc vào tối qua, theo giờ Việt Nam. Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai năm nay có sự tham dự của đông đảo lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực, cùng đại diện các tổ chức phi chính phủ, giới khoa học, tài chính và doanh nghiệp. Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định, hội nghị là thời khắc để đề ra những biện pháp mang tính đột phá cho những vấn đề đang dần vượt ngoài khả năng giải quyết hiện nay như xung đột, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Phát biểu tại phiên toàn thể, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, trí tuệ con người đã giúp thay đổi thế giới và cuộc sống con người. Song cũng chính con người là tác nhân gây ra nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, sự suy kiệt tài nguyên hay chế tạo các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhấn mạnh những lựa chọn ở hiện tại sẽ định hình tương lai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng mục tiêu phát triển bền vững của thế giới và lợi ích của con người phải được đặt ở vị trí trung tâm là mục tiêu cao nhất. Thành tựu khoa học, công nghệ phải phục vụ cho tiến bộ xã hội, hướng về con người, giải phóng con người, phát triển con người toàn diện, không ngừng cải thiện đời sống, bảo đảm lợi ích và hạnh phúc của nhân loại và vì thế hệ tương lai. Thành tựu khoa học công nghệ cần thúc đẩy hợp tác, không trở thành công cụ chống lại các quốc gia, đi ngược lại khát vọng hòa bình, phát triển công bằng và công lý của các dân tộc. Thành tựu của trí tuệ con người phải tập trung vào sự phát triển kinh tế, xây dựng xã hội công bằng, văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xóa đói giảm nghèo. Theo đó, chúng tôi đề nghị tăng cường đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu y học, giáo dục đào tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các giải pháp để phục vụ quảng đại quần chúng nhân dân, giảm thiểu đầu tư nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí hủy diệt với mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, bình đẳng giữa các quốc gia, các dân tộc trên toàn thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các nước cần tăng cường đoàn kết, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc và giải quyết các bất đồng tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Các nước lớn cần hành xử có trách nhiệm, chia sẻ thành tựu chung trong nghiên cứu khoa học công nghệ. Liên Hợp Quốc, các tổ chức khu vực, trong đó có ASEAN, cần đi đầu trong thúc đẩy hợp tác, phối hợp hành động ứng phó với các thách thức toàn cầu và tận dụng những cơ hội có được từ tiến bộ khoa học công nghệ. Chúng ta đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa thế giới bước vào thời đại mới, kỷ nguyên phát triển mới tốt đẹp hơn, vì sự phát triển tiến bộ công bằng xã hội, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của người dân khi chúng ta thống nhất nhận thức, cùng hành động, cùng nỗ lực và hợp tác chặt chẽ, hiệu quả. Việt Nam hoan nghênh những văn kiện được thông qua tại hội nghị và hy vọng những nội dung văn kiện sẽ được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Chúng tôi mong muốn Liên Hiệp Quốc với vai trò trung tâm điều phối các tổ chức quốc tế tiếp tục có những đóng góp thiết thực hơn, hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn trong mục tiêu ngăn ngừa hiểm họa đối với sự phát triển nhanh, bền vững của thế giới ngay từ ngày hôm nay. Việt Nam cam kết sẽ đóng góp tích cực, hiệu quả vào các nỗ lực chung nhằm xây dựng thế giới hòa bình, phát triển, bình đẳng vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân loại. Nhân dịp này, hội nghị cũng đã nhất trí thông qua văn kiện vì tương lai, văn kiện số toàn cầu và tuyên bố về các thế hệ tương lai với các ưu tiên về tăng cường đầu tư, huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thiết lập các khuôn khổ, nguyên tắc để thúc đẩy hợp tác số và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi và củng cố các thể chế Liên Hợp Quốc và các thể chế tài chính quốc tế, kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 tại New York, Hoa Kỳ, tối qua theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Thủ tướng Tòa Thánh Vatican Hồng y Pietro Parolin. Tại cuộc gặp, hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Vatican, nổi bật là đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam và văn phòng đại diện thường trú tại Hà Nội đã đi vào hoạt động trong năm 2024. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Giáo hoàng Francis đã thăm hỏi động viên nhân dân Việt Nam vượt qua hậu quả cơn bão số 3, đánh giá cao và trân trọng những tình cảm tốt đẹp của Giáo hoàng và Thủ tướng Hồng y dành cho Việt Nam, nhấn mạnh thời gian qua Việt Nam đã tạo thuận lợi cho các chuyến thăm mục vụ của đại diện thường trú hiện nay và đặc phái viên không thường trú trước đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng những sứ điệp, huấn từ, thư của các giáo hoàng tiền nhiệm và Giáo hoàng Francis gửi cộng đồng Công giáo Việt Nam, nhấn mạnh tinh thần người Công giáo tốt là người công dân tốt, khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam đóng góp vào đời sống quốc gia vì lợi ích của toàn thể dân tộc trên tinh thần đối thoại và hợp tác.
Thủ tướng Vatican Hồng y Pietro Parolin nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam trong chuyến thăm trước đây, khẳng định Giáo hội Công giáo Việt Nam luôn mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trên tinh thần chân thành, trách nhiệm và tin cậy. Hai nhà lãnh đạo cho rằng việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và cơ chế họp nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau. Thủ tướng Vatican khẳng định đại diện thường trú của Tòa Thánh tích cực hợp tác với Việt Nam và cho biết Giáo hoàng Francis mong muốn thăm Việt Nam góp phần thúc đẩy mối liên kết giữa Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam, tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Vatican. Đêm qua, theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự tọa đàm với chủ đề Tăng cường hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Sự kiện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia phối hợp với Tập đoàn FPT và Tập đoàn Đầu tư Rosen Partner Hoa Kỳ tổ chức với sự tham gia của các tổ chức, tập đoàn công nghệ hàng đầu Hoa Kỳ và thế giới như AMD, Google, Intel, Marvell. Tại tọa đàm, đại diện các tổ chức tập đoàn công nghệ đã chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, cũng như những tiềm năng, cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực này, đặc biệt khi Việt Nam đã có một số các doanh nghiệp tập đoàn công nghệ lớn đã tích cực tham gia vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bán dẫn. Các chuyên gia cũng đánh giá cao chiến lược phát triển ngành công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo của Việt Nam. Tin tưởng rằng, với những hướng đi đã vạch ra, Việt Nam sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực này và sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai. Chia sẻ với những phát biểu của đại diện các tập đoàn công nghệ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, để phát triển đất nước nhanh, bền vững, phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đảng, Nhà nước đã xác định 3 đột phá chiến lược để phát triển kinh tế xã hội đất nước đến năm 2030 là thể chế, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị văn hóa con người Việt Nam. Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên trong phát triển khoa học và công nghệ. Việt Nam khuyến khích và ưu tiên thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng đến các dự án công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu và phát triển năng lượng tái tạo, hydrogen xanh, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Cùng với đó là việc Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với hai trụ cột hợp tác đột phá là đổi mới sáng tạo và công nghiệp bán dẫn. Và Việt Nam có những thế mạnh về nguồn nhân lực cho các lĩnh vực này. Việt Nam luôn coi trọng cái sự hợp tác quốc tế và hiểu rằng để thành công và đi xa trong các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, thì chỉ có thể đi cùng nhau, cùng xây dựng chuỗi giá trị vững chắc. Chúng tôi rất là hoan nghênh các doanh nghiệp, các tổ chức của Hoa Kỳ đến Việt Nam để cùng phát triển các giải pháp sáng tạo bền vững. Nó không phải chỉ ở cái cấp của quốc gia đâu, mà tôi thấy là nhiều địa phương của chúng tôi rất mong muốn có được các nhà đầu tư của Hoa Kỳ về với địa phương mình. Người ta cũng đã tạo ra những cái hạ tầng rất tốt, những cái điều kiện rất tốt để phát triển cái đầu tư này ở Việt Nam. Chúng tôi chỉ mong muốn là sẽ có nhiều cái hợp đồng, nhiều cái thỏa thuận, nhiều nhà đầu tư, các cái tập đoàn đối với Việt Nam, đối với các cái thành phố, các cái địa phương của chúng tôi ở đây cũng đang rất là trông chờ cái cơ hội này để biến cái cơ hội, cái tiềm năng mà chúng ta thảo luận, đánh giá, thống nhất với nhau hôm nay trở thành hiện thực. Đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan liên quan và tập đoàn FPT trong thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với sự góp sức, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia sẽ ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững. Nhân dịp tham dự các hoạt động của tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các tổ chức chính trị và trí thức tại Hoa Kỳ. Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Boeing Brandon Nelson, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của Boeing với Việt Nam trong thời gian qua, ghi nhận những cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái công nghiệp hàng không và vũ trụ thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định pháp luật để các nhà đầu tư Hoa Kỳ nói chung, tập đoàn Boeing nói riêng đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững tại Việt Nam. Đề nghị Boeing tiếp tục hoàn thành và chuyển giao các đơn đặt hàng mua tàu bay đã ký kết, sớm nghiên cứu triển khai đầu tư các nhà máy sản xuất linh kiện, xây dựng trung tâm bảo dưỡng thiết bị, máy móc máy bay quy mô khu vực gắn với các cảng hàng không lớn của Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác
hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đưa các đối tác Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Boeing. Gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo Đảng Cộng sản, Tổ chức Cánh tả và bạn bè Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng sự ủng hộ, tình cảm của những đồng chí cộng sản, bạn bè, nhân dân Hoa Kỳ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ. Thông tin về thành tựu của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, các kết quả đạt được trong thực hiện các mục tiêu của Đại hội 13, chia sẻ Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2026 sẽ là mốc quan trọng đánh dấu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trên con đường kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam tích cực đóng góp vào hòa bình, hòa giải trên thế giới, tham gia giải quyết những thách thức chung của nhân loại. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao huân chương hữu nghị cho các cá nhân có nhiều đóng góp quan trọng vào tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước. Cùng ngày, gặp ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Chính sách Asia Society, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự ủng hộ của tiến sĩ Kang Kyung-hwa, nguyên ngoại trưởng Hàn Quốc trước đây và chủ tịch viện hiện nay, mong muốn ban lãnh đạo viện tiếp tục ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam và ASEAN. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cảm ơn các bạn bè Hoa Kỳ đã đóng góp vào việc thiết lập và triển khai quan hệ đối tác toàn diện năm 2013, thúc đẩy nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hiện nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, sau gần 80 năm lập nước và gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã sẵn sàng bước vào thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của cộng đồng quốc tế nói chung và Hoa Kỳ nói riêng trong tiến trình này. Gặp nhóm trí thức các thế hệ người Việt Nam sinh sống tại thành phố Houston, bang Texas, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc mừng, tình cảm thân thương tới bà con người Việt tại Hoa Kỳ, khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi bà con người Việt sinh sống ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời, biểu dương những đóng góp của cộng đồng người Việt cho sự phát triển của Hoa Kỳ cũng như quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao tâm huyết, tầm nhìn và những đóng góp thiết thực của các trí thức người Việt Nam, thể hiện trách nhiệm, tình cảm với quê hương đất nước dù sinh sống ở bất cứ đâu. Mong muốn các trí thức Việt Nam trên thế giới đoàn kết, đồng lòng, tiếp tục có những đóng góp vì tương lai phát triển hướng tới một kỷ nguyên mới của đất nước. Nhân dịp này, nhóm các trí thức người Việt đã gửi 10.000 đô la Mỹ hỗ trợ bà con các địa phương chịu thiệt hại do cơn bão số 3. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ kỷ niệm 1 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và hướng tới kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Dự lễ kỷ niệm, cựu Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh Việt Nam-Hoa Kỳ đang đứng trước cơ hội thực hiện những điều như Tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ John Adams đã từng nói, cùng nhau trao cho thế hệ trẻ những cơ hội mà thế hệ chúng ta không thể tưởng tượng được. Thượng nghị sĩ Dan Sullivan khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng và Hoa Kỳ. Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã hỗ trợ nhân dân Việt Nam góp phần khắc phục hậu quả do cơn bão Yagi gây ra. Điểm lại lịch sử quan hệ hai nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng đây là một quá trình hiếm có và là hình mẫu trong quan hệ quốc tế về hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Từ cựu thù trở thành bạn rồi đối tác toàn diện vào năm 2013 và sau 10 năm triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, những bước tiến quan trọng trong củng cố lòng tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau đã tạo cơ sở vững chắc để hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023, đúng với ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh những kết quả đáng khích lệ hai bên đạt được sau một năm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và cho rằng với khuôn khổ quan hệ mới, hai bên còn nhiều dư địa để tiếp tục đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển ổn định, thực chất trên nền tảng kết quả của vô vàn nỗ lực hàn gắn, xây dựng lòng tin trong suốt 3 thập niên của nhiều thế hệ lãnh đạo, chính quyền, quốc hội và nhân dân hai nước. Ngày hôm nay, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành những người bạn và đã là đối tác chiến lược toàn diện đúng như ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác, vừa cùng khắc phục những hậu quả của chiến tranh. Và quan trọng hơn, điều đó cũng giúp chúng ta xây dựng lòng tin cơ sở để chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tầm nhìn tươi sáng cho quan hệ hai nước trong tương lai, để hai dân tộc chúng ta, con cháu chúng ta luôn là bạn và đối tác tốt của nhau, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu trong chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ vào năm 2015.
như Tổng thống Abraham Lincoln của các bạn đã từng nói, cách tốt nhất để đoán định trong tương lai là kiến tạo tương lai. 30 năm qua, chúng ta đã cùng chung tay tạo lên một điểm nhấn lịch sử về một hình mẫu trong quan hệ quốc tế, ví như một bức tranh đẹp được dệt lên bởi sự đóng góp công lao của rất rất nhiều người. Cả những nhà lãnh đạo tiêu biểu và cả biết bao con người, cả những người âm thầm mà chúng ta chưa thuộc hết tên, chưa biết mặt. Nếu ví mỗi hành động, dù nhỏ bé như một sợi chỉ, khi được đan lại, kết nối, gắn kết với nhau sẽ dệt lên một bức tranh tương lai, dệt lên những điều phi thường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả tuyên bố chung giữa hai nước, tiếp xúc trao đổi đoàn cấp cao, đưa hợp tác khoa học công nghệ cao, đào tạo nhân lực chất lượng cao trở thành đột phá chiến lược, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng cường đối thoại, phối hợp, đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.